làng trong phố tập 29, Nhung, Phương Anh bị lừa làm gái mại dâm. Nhung, Phương Anh bị Lệ, Hoàng Yến dắt đi tiếp rượu, qua đêm với khách. Nhung cầu xin Lệ nhưng bất lực. Cô bị chuốc say, không còn tỉnh táo nhưng vẫn cố gọi cho anh trai đến cứu. Hoài, Trần Vân không phải người đầu tiên biết Hiếu, Duy Hưng mất việc ở chung cư. Cô khóc và trách chồng giấu mình suốt những ngày qua. Anh không giấu mà là anh lo. Một mình em vất vả kiếm tiền thay cả phần của anh. Nhìn em nhặt nhạnh từng đồng một anh không chịu được, Hiếu nói. Anh tự nhận mình bất tài, không lo được cho vợ con đủ đầy. Hoài lại nói cô bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Dù có khó khăn, vất vả, miễn cả nhà khỏe mạnh, bình yên là được. Hiếu, Mến, Doãn Quốc Đam và Hùng, Tiến Lộc ngày càng thân thiết. Hùng giới thiệu cho Hiếu công việc xe ôm ở bến xe, Hùng cũng đang làm công việc này. Anh dặn Hiếu đề phòng những quốc khách đi khuya, địa chỉ không rõ ràng. Ở đây tôi toàn chạy khách quen thôi, cậu cũng nên thế. Mới đầu chưa có, sau cũng quen hết, làm gì cũng phải có cái duyên. Thời gian đầu tôi sẽ chuyển khách cho cậu, Hùng nói. Khi Hiếu mới làm nghề này, chắc chắn có đội bảo kê, thu phế ra kiếm chuyện. Hùng nhắc Hiếu nên né ra để tránh phiền phức. Cùng cảnh kiếm ăn với nhau, cứ lựa nhau mà sống. Ở đâu chẳng thế, Mến nói thêm. Hiếu than, sao mỗi chạy xe ôm mà cũng nhiều khê thế nhỉ? Nhung, Phương Anh, bị Lệ, Hoàng Yến dắt đi tiếp rượu, qua đêm với khách. Nhung cầu xin Lệ nhưng bất lực, bán hàng nước chỉ là vỏ bọc của Lệ để dắt mối. Lệ nói Nhung nên tận dụng tuổi trẻ, biết đâu sau đêm nay em lại cảm ơn chị ấy chứ, Lệ nói. Nhung bị chuốc say, không còn tỉnh táo, cô cố gọi cho Hùng đến cứu. Tập 29 làng trong phố lên sóng lúc 21 giờ ngày 7 tháng 9.